Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe AB125 này, AB160 này và Vision này, Future này, Vao này, SH Cho anh chị bạn nào có nhu cầu mình mua cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong này thì có ông Trang hỗ trợ giới thiệu không, Trang ạ? Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Lại Trang đây, cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên chợ 20 Trang nha. Tại thời điểm hiện tại này, những cái dòng xe mà đang siêu best seller luôn là dòng phiên bản AB125 đời cũ, đời năm 2023. Mà đặc biệt hơn, khi đặt lịch liên hệ trước giảm ngay cho mọi người 1 triệu đồng tiền sau xe đi lại. Còn riêng đối với dòng này, khi mọi người mua góp giảm ngay cho mọi người 2 triệu. Khi mọi người mua góp giảm trực tiếp cho mọi người 2 triệu, giá chỉ còn là 42 triệu đồng một em thôi, bao VAT nha. Nếu mua góp giảm ngay 2 triệu, mua tem mặt thì giảm 1 triệu nha. Tem sơn thì mọi người chỉ cần cộng lên phí sơn trước trang đúng một màu, 1 triệu đồng tiền màu thôi. Như em màu trắng này, trắng cam đen này, hoặc là xám cam đen, xanh cam đen, xanh lục bảo. Đó, những cái bảng màu này thì lên phí sơn chỉ cần giúp trang đúng 1 triệu đồng tiền màu thôi nha mọi người. Rồi, ai mà thích chơi cái dòng mà AB160 bản đặc biệt thì đây. Đây. Hàng này thì nó hơi hiếm một tí cho mọi người. Dạ, giá thì hiện tại đang cực kỳ là hot luôn nha, rơi vào tầm là 59 triệu đồng một em nha mọi người, bao gồm VAT nha. Đưa trước giúp này giúp trang từ 10 triệu là mình đã có thể nhận xe rồi, rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết cái lô Vision này cho anh em ha. Trước tiên là Vision thể thao. Thể thao, đối với phiên bản thể thao nha, đang chiên trừ giá chỉ còn là 37 triệu đồng thôi. Góp công ngay giúp trang từ 2 triệu đồng là mọi người đã có thể sở hữu ngay được em xe này về nhà rồi ha. Còn đối với phiên bản cổ điển này, như em này, này sẽ có giá là 36 triệu 500, góp của công nghệ giúp trang từ 3 triệu đồng. Còn đối với những cái phiên bản thấp hơn này mọi người thì sẽ rơi vào tầm 30 triệu 500 cho tới là 35 triệu đồng, tùy từ phiên bản. Sơn đồ này mọi người, sơn đồ thì phí sơn giúp trang đúng 1 triệu đồng trên màu thôi nha mọi người. Từ phiên bản tiêu chuẩn này mọi người, tiêu chuẩn là khóa thường là chỉ có giá là 30 triệu 500 thôi. Em này được đồ lên một em màu xám, như em đặc biệt luôn, như em thể thao luôn, sẽ có giá là 31 triệu 500 nha mọi người. Đúng rồi, chỉ cần đúng tiền sơn 1 triệu thôi nha mọi người, đã bao gồm thuế VAT ha. Ngoài ra còn đồ thêm phụ kiện, mặt nạ và rất là nhiều cái phần quà ưu đãi mọi người khi mà lên cửa hàng nha. Rồi, hôm nay có Future này. Rồi, tới phiên bản Future này cả nhà. Future sẽ có giá là rơi vào từ 34 triệu đồng cho tới là 37 triệu đồng một em nha, bao gồm thuế VAT 10% nha mọi người ha. Mọi người mua góp thì hôm nay cũng chỉ cần cầm ngay giúp trang từ 3 triệu đồng là mình đã có thể nhận xe rồi. Vario 160 đi em. Rồi, Vario 160 tại thời điểm hiện tại nha mọi người, CBS sẽ có giá là 42 triệu đồng, còn phiên bản đặc biệt sẽ có giá là 47 triệu đồng một em nha mọi người. Góp thì mình trong này mình cũng cầm ngay giúp trang từ 3 đến 4 triệu đồng là mình đã có thể nhận xe rồi. Duy nhất một căn cước công dân nha. Rồi. Ok. Phiên này thì Vario 125 này. 125. Khóa thường sẽ có giá là 36 triệu đồng, còn những cái bảng màu sơn này mọi người, xanh đen này hoặc là xanh candy, rồi là xanh rêu mọi người, nói chung mặc định cho mọi người luôn. Khóa thường sẽ có giá là 36 triệu đồng một em, còn đối với phiên bản khóa Smart Key sẽ có giá là 39 triệu đồng một em nha mọi người. Thì liên hệ trước đặt lịch giảm thêm cho mọi người 1 triệu đồng tiền sau xe đi lại nha. Tất cả những cái bảng màu bên cửa hàng đang phun màu, phun mẫu cho cả nhà mình lựa chọn luôn. Mình có nhu cầu mình tham khảo, mình mua dòng nào thì mình cứ nhắn tin liên hệ để được trang tư vấn và hỗ trợ nha mọi người nhé. Đấy, về màu thì mọi người lướt sơ qua cho mọi người thấy rất là nhiều màu. Ngoài ra đó màu zin nha mọi người, em này phiên bản màu zin đời mới của năm 2024. Em này sẽ có giá là 36 triệu đồng nha cả nhà, bao VAT luôn ha. Rồi, bên này có SH nè mọi người. Rồi, nói về SH thì đúng là phiên đường luôn rồi á mọi người. Khóa thường và khóa phiên bản là SH 125 này, 150 và 160 thì đã về hàng rất là nhiều. 125 trải chương trình thời điểm hiện tại tiêu chuẩn sẽ có giá là 73 triệu đồng một em, trên phiên bản màu xanh này, màu xám xi măng này, màu trắng và màu đỏ này mọi người, là 73 triệu đồng một em, bao gồm VAT 10%. Góp chỉ cần trả trước giúp trang từ 15 triệu là hỗ trợ gói lãi suất cực kỳ là mềm cho mọi người luôn. Còn đối với mà phiên bản SH 150 nha mọi người, sẽ còn 3 bảng màu duy nhất, đó chính là màu đen, màu xám xi măng và màu trắng ABS của 150. Xả cho mọi người luôn, chỉ còn 100 triệu đồng thôi, đi cực kỳ là mạnh và êm luôn. Chắc là nhiều người chơi xe thì mọi người cũng sẽ biết là cái dòng nào nên hợp lý cho mọi người mua rồi nhá. Còn đối với mà dòng SH 160 thì mọi người, màu cũ của năm 2023 nha mọi người, em này sẽ có giá là 102 triệu đồng nhé mọi người, bao gồm VAT. Đấy, 160 CBS sẽ có giá là 90, còn ABS sẽ là 102 triệu đồng. Ngoài ra đó, phiên bản SH 125 còn có thêm phiên bản ABS mọi người, đen nhám cũng sẽ có giá là 82 triệu đồng thôi nha. Góp thì cầm cái dòng này giúp trang từ 15 triệu là mình nhận xe. Rồi, chuyển tới phân khúc SH Sport đi mọi người, tiêu chuẩn sẽ có giá tại thời điểm hiện tại là 57 triệu đồng một em nha. Góp thì cầm cái giúp trang cỡ từ là 7 triệu đồng mình nhận xe. Còn đối với mà phiên bản thể thao thì mọi người,
sẽ có giá là 63 triệu đồng. Liên hệ trước đặt lịch giảm ngay cho mọi người, thêm từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng nha mọi người. Ok, bên này có xe 50 này. Rồi, chuyển tới phân khúc một dòng xe 50 cho cả nhà. Đối với dòng xe 50 mọi người chỉ còn là 19 triệu 500 một phiên bản. Hoàn hot cực kỳ nha mọi người. Hỗ trợ cho mọi người luôn là trả góp, chỉ cần cầm ngay giúp nhau từ 1 triệu đồng. Một em Venus mà hàng cực hiếm như thế này đây, chỉ có 19 triệu đồng thôi, thì mọi người chần chừ gì mà không sở hữu. Đặt lịch liên hệ trước còn giảm thêm 1 triệu đồng nữa nha. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào có nhu cầu mình mua thì liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.